Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ông Nguyễn Đức Chung có thể đối mặt với mức án cao nhất là 15 năm tù giam. Tương lai Nguyễn Đức Chung đang đi theo kịch bản và số phận của Đinh La Thăng vì những sai phạm bị cáo buộc. Riêng tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thì ông Chung còn đã phải đối diện với mức án từ 10 đến 15 năm tù giam. Nếu Nguyễn Đức Chung không có tham vọng làm Bộ trưởng Công an thì những sai phạm của ông vẫn không bị sờ tới, vì sai phạm của ông so với những quan chức khác chẳng thấm tháp vào đâu. Đây là chiêu trò diệt phe cánh, giành ghế của những thế lực ở Hà Nội trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các cán bộ, đảng viên từ Trung ương cho đến địa phương đều phạm ít nhiều tội lỗi, nhưng quả thật thì Nguyễn Đức Chung ngoài chuyện vi phạm ra thì cũng làm được rất nhiều việc. Ông bị bắt khiến cho nhiều người tiếc cho ông. Dư luận cho rằng Nguyễn Đức Chung có những tội như sau. Thứ nhất là quá giàu, tài sản của Chung con theo đồn đoán của người dân Hà Nội thì có thể mấy trăm triệu đô la. Những đồng tiền ấy ở đâu ra thì ai cũng biết, và câu nói giàu nó ghét, đói rét nó khinh, văn minh thì nó tiêu diệt, hợp lý trong trường hợp này. Thứ hai là tham vọng quyền lực nhưng không đúng thời điểm. Với kết quả thăm dò để quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương khóa tới tại Hội nghị Trung ương 12 diễn ra vào hồi tháng 5 năm 2020 vừa qua, có hai người đạt điểm cao nhất, đó là Vũ Đức Đam và Nguyễn Đức Chung. Vũ Đức Đam dù có lọt vào Bộ Chính trị Trung ương khóa 13 thì cũng chỉ là Phó Thủ tướng mà thôi, may ra thì thêm được hai chữ thường trực, không đe dọa đến vị trí ai ở các phe nhóm khác. Còn Chung con mà vào Bộ Chính trị làm Bộ trưởng Công an thì ít nhất đụng chạm đến hai thế lực, một là phe Nghệ Tĩnh với sự hậu thuẫn đắc lực của Tư Sâu đang muốn đưa Phan Đình Trạc lên thay Tô Lâm. Thứ hai, nếu như Chung con làm Bộ trưởng Công an thì sẽ làm sếp của tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ân oán giang hồ giữa hai người này thế nào thì mọi người cũng đã rõ rồi, và Tô Lâm nói riêng và Bộ Công an nói chung phải đứng về tướng Ngọc. Hơn nữa, kẻ đỡ đầu cho Chung con ngoi lên là Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang thì đã hết hạn sử dụng, không thể cứu vớt được Chung con tai qua nạn khỏi trong lúc này. Tội thứ ba của Chung con là sỉ nhục ngành công an. Ngày 4 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tại đây thì ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ rõ lãnh đạo các quận, phường, thậm chí là các ông công an trên địa bàn chống lưng cho các hàng quán, điểm trông giữ xe ô tô, xe máy tràn lan ở các vỉa hè lòng đường. Nguyễn Đức Chung nói trong số có 180 quán bia vỉa hè thôi, tôi biết có hơn 150 quán có công an đứng đằng sau. Như báo Dân Trí đưa tin hôm 4 tháng 3 năm 2017. Là một người trưởng thành và đi lên từ ngành công an mà Chung con dám vạch áo cho người xem lưng. Nói như vậy thì khác nào vả vào mặt ngành công an, thế lực được chế độ ưu ái nhất hiện nay. Vậy thì chết là đúng quy trình. Còn cái tội bảo kê cho Nhật Cường trốn thuế hay có mười mấy cái sân sau thì xin thưa, úm bao la tất cả cán bộ đều có, không riêng gì một mình Chung con. Tối ngày 28 tháng 8 năm 2020, Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Giải thích về tội danh này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là tội ghép nhiều tội danh như làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Trong vụ án này, cơ quan điều tra chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Ông Chung cùng với đồng phạm sẽ đối mặt với hình phạt có thể đi lên đến 15 năm tù giam khi mà hành vi phạm tội là có tổ chức. Theo điểm A khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước có tổ chức sẽ bị phạt từ 10 đến 15 năm tù. Khoản 4 điều này quy định người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Luật sư Cường nhận định ông Chung là cán bộ có nhiều đóng góp trong ngành công an cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Bởi vậy khi xem xét đến trách nhiệm pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cân nhắc đến công và tội cũng như tính chất, mức độ của hành vi
thân nhân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt phù hợp. Nguyễn Đức Trung bị bắt ở đây thì những nhóm lợi ích khác không muốn đẩy ông Trung vào đến tột cùng của tù tội, nhưng chỉ muốn cho ông Trung rớt đài lúc này để không còn nhăm nhe đến chức Bộ trưởng Bộ Công an trong Đại hội 13 sắp tới mà thôi. Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967, quê ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là cử nhân Đại học Cảnh sát, tiến sĩ luật trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Trung đã kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội. Ông từng là đội trưởng đội trọng án, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự. Ông Trung làm phó giám đốc Công an Hà Nội giai đoạn 2011-2012, rồi được bổ nhiệm làm giám đốc Công an thành phố Hà Nội vào tháng 9 năm 2012. Tháng 9 năm 2013, ông Trung được thăng cấp làm thiếu tướng. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, gia đình của ông Trung cũng rất bất ngờ trước việc ông Nguyễn Đức Trung bị bắt giam. Trước khi bị khởi tố bắt giam thì ông Nguyễn Đức Trung có sức khỏe ổn định, vẫn sử dụng thuốc chữa bệnh thường lệ. Trong khi đó thì gia đình hàng xóm của vị Chủ tịch Hà Nội rất bất ngờ trước biến cố này. Như đã đưa tin thì ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bị khởi tố bắt tạm giam vào chiều ngày 28 tháng 8. Cơ quan tố tụng hình sự đã thi hành lệnh khi ông Trung đến làm việc tại cơ quan an ninh điều tra và bị bắt tại cơ quan này, chứ không phải bị bắt ở nhà hoặc ở nơi khác. Như hôm qua chúng tôi đã đưa tin là Nguyễn Đức Trung bị bắt ở đâu, thì chúng tôi cũng đã nói rất rõ là Nguyễn Đức Trung bị bắt tại nơi làm việc ở cơ quan an ninh điều tra. Nhưng có một số comment thì comment rất vô ý thức và nói rằng chúng tôi câu view và thế này thế kia. Hãy nghe cho rõ từng câu từng từ. Nhiều khi một câu thôi có thể làm sai tất cả mọi sự việc. Ông Trung hiện bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, và ngoài ra ông còn bị điều tra trong hai vụ án khác, gồm có buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, và vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tìm hiểu về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Trung, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết là vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có sức khỏe bình thường trong giai đoạn trước khi bị khởi tố, vẫn sử dụng các thuốc chữa bệnh đại tràng. Theo tìm hiểu thì ông Nguyễn Đức Trung từng hai lần sang Pháp chữa trị bệnh và phẫu thuật trong các năm 2015 và 2016 vì polyp trực tràng và bệnh liên quan đến phổi. Được hỏi về tình hình gia đình của ông Trung, nguồn tin của phóng viên nói rằng gia đình hoàn toàn bất ngờ và bị sốc khi ông Trung bị bắt. Ngay tại thời điểm khám nhà thì con trai ông là Nguyễn Đức Hạnh không ở Hà Nội, sáng hôm sau mới về được. Và mẹ ông Trung thì tuổi đã cao, có bệnh và giờ liên tục khóc trước biến cố của con trai của bà. Ngay trong ngày 28 tháng 8, nhiều họ hàng đồng nghiệp của gia đình ông đã đến chia sẻ mẹ ông Trung khi đó phải có người dìu tới. Phóng viên đặt câu hỏi là ông Nguyễn Đức Trung có chia sẻ gì với gia đình trước khi bị bắt tạm giam. Vị này nhận định có lẽ là ông Trung không chia sẻ nhiều với gia đình về những việc liên quan với bản thân, nhằm tránh cho mọi người phải suy nghĩ. Trước đó thì tối ngày 28 tháng 8 năm 2020, khi việc bắt giam và khám xét nhà nơi làm việc của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được công bố, hàng trăm người dân đã tụ tập trước cửa nhà của ông Trung trên phố Trung Liệt để quan sát. Được hỏi về vụ việc, bà Hờ, một người bán hàng cách nhà ông Trung khoảng 100m, chia sẻ: không nghĩ là có ngày thấy Chủ tịch Hà Nội bị bắt. Chúng tôi là dân đen, không quen biết hay quan hệ gì với gia đình của ông Trung và cũng không biết ông ấy bị bắt vì tội gì. Thật sự bất ngờ. Cho biết là hàng xóm của ông Trung nói thêm là ông ấy sống với hàng xóm láng giềng xung quanh rất tốt, còn ông ấy làm gì ngoài xã hội chúng tôi không thể biết được. Khi nghe tin bắt ông ấy, tất cả hàng xóm chạy ra xem thế nào, nhưng thấy rất đáng thương. Chúng tôi là người dân và thấy ông ấy làm được nhiều việc tốt, còn vi phạm thế nào thì chúng tôi chưa thấy và chưa biết.
Một phụ nữ tên Hoa cũng nói nhà tôi quê Phú Thọ, cách nhà ông Trung một đoạn, và về Hà Nội cùng trong sống trong một cái ngõ. Và Tết hàng năm thì ông ấy đều tặng quà cho những cụ già 8, 7, 80 tuổi trở lên và những gia đình nghèo khó ở quê. Giờ bị bắt thấy rất thương. Cạnh đó một phụ nữ chia sẻ thêm là ở tổ dân phố cũng vậy, ông ấy hay quan tâm đến những người già cả khó khăn, rất tình cảm. Sáng nào cũng có lái xe đến đón bác ấy đi làm. Ông ấy vẫn chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, rất gần gũi. Cá nhân tôi đánh giá ông Trung là người tốt, sống chan hòa với mọi người, gần gũi với nhân dân. Còn công việc của ông ấy thì chúng tôi không biết. Thưa quý vị và các bạn, Trà sắp bị bắt giam, nhưng thiếu gia Nguyễn Đức Hạnh, con trai của Nguyễn Đức Trung, vẫn lên mạng đá xéo người tình cũ dắt trai về nhà ngủ chung. Vài ngày trước khi ông Trung bị bắt giam, khi mà ông Trung đã bị đình chỉ 90 ngày để điều tra về 3 vụ án hình sự, trong đó có một vụ án liên quan trực tiếp đến cậu con trai Nguyễn Đức Hạnh, một vụ liên quan trực tiếp đến mẹ cậu tức là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của ông Trung, thì cậu con quý tử của ông Nguyễn Đức Hạnh còn lên mạng đá xéo tình cũ và quấn vào một câu chuyện đấu đá của các cô ca sĩ, diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm với mình. Được biết, trong chương trình mới đây thì người yêu cũ của thiếu gia Nguyễn Đức Hạnh là Quỳnh Anh Xin lên tiếng nói rằng tình bạn muốn chơi với nhau bền, đầu tiên thì không nên cho mượn tiền, thứ hai là không nên yêu lại người yêu cũ của bạn, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ dàn khách mời. Thì gần như ngay sau đó thì tài khoản Instagram của vị thiếu gia này cũng đã có lời đáp trả một cách gay gắt. Em à, bền hay không thì cũng không đến lượt em đánh giá đâu nhé. Hãy tự xem lại nhân phẩm của mình trước khi đánh giá người khác. Chứ còn cái loại mà đi dắt trai về ngủ ở nhà mà người yêu thuê cho khi còn chưa chia tay thì cũng hơi bị kỳ đấy. Được biết, sau khi chia tay với Quỳnh Anh Xin, vị thiếu gia nhà chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với cô ca sĩ Chi Phu. Chính vì điều này mà đã khiến cho tình chị em thân thiết giữa Quỳnh Anh Xin và Chi Pu toang do phạm phải điều tối kỵ của nhóm yêu lại người cũ của bạn thân. Chân dung thiếu gia của nhà chủ tịch Nguyễn Đức Trung và Quỳnh Anh Xin thủa còn mặn nồng. Ngày 28 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị bắt giam sau khi đình chỉ công tác 90 ngày để điều tra và xác minh vai trò liên quan đến 3 vụ án đang được Bộ Công an thụ lý. Các vụ án nói trên gồm có buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cùng với một số cơ quan liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt ba người, những người liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung. Trong việc cung cấp chế phẩm RIT Oxy 3C thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Arctic có dấu hiệu của Nguyễn Đức Hạnh là con trai của Nguyễn Đức Trung. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2015 do hai thành viên góp vốn gồm ông Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn. Thưa quý vị và các bạn, sự nghiệp trước khi vướng vào lao lý của ông Nguyễn Đức Trung. Sau 23 năm công tác trong ngành công an và gần trọn nhiệm kỳ làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung vướng vào lao lý khi bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 28 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trước đó 17 ngày, ông Trung bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án gồm có Nhật Cường Mobile chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông cũng là anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, quê ở tỉnh Hải Dương, xuất phát điểm là một cán bộ đội trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Ông Trung dần nắm nhiều cương vị quan trọng trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội. Quan lộ thần tốc của ông là bởi vì ông có rất nhiều cha nuôi những người nằm trong bộ chính trị thời bấy giờ.
Từ năm 1990 đến năm 2013, ông Trung lần lượt giữ các vị trí đội phó, đội trưởng, đội trọng án, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc rồi giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông Trung được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi năm 2004 và được phong hàm thiếu tướng năm 2013 khi 46 tuổi. Lúc ấy ông Trung là thiếu tướng trẻ nhất của ngành công an ở Việt Nam. Giữ cương vị giám đốc công an thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016, ông Trung tham gia phá nhiều vụ án lớn như giả danh bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011. Ông Trung trên cương vị phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án. Lực lượng chức năng khi đó tỏa đi truy lùng, nhanh chóng vây bắt và giải cứu an toàn con tin 8 ngày tuổi. Hồi tháng 11 năm 2013, cảnh sát nhận được tin báo một người đàn ông xông vào Bệnh viện Nhi Trung ương dùng dao đe dọa vợ cướp con đang trị bệnh ở đây. Người này sau đó bỏ chạy và khống chế một người dân làm con tin. Ông Trung cùng chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ đến thương thuyết, phát hiện sơ hở, trinh sát ập vào khống chế giải cứu được cháu bé. Cuối năm 2014, một người đột nhập căn hộ trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, rồi khống chế một phụ nữ và hai cháu nhỏ. Nhận được tin báo thì ông Trung đã tới hiện trường thuyết phục nghi phạm đầu hàng. Gần một nhiệm kỳ làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 11 năm 2015, ông Trung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó một tháng thì ông tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Gần một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hà Nội, ông Trung từng có nhiều phát ngôn gây xôn xao dư luận. Hồi tháng 3 năm 2017, tại hội nghị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã móc họng ngành công an, cho nên là bị những người tướng tá bên công an họ thù đến ngày hôm nay. Và cũng trong năm 2017 thì vai trò chủ tịch thành phố của ông Trung được thử thách qua biến cố ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Khi đó một số người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và một số đơn vị công an. Trong lúc căng thẳng đỉnh điểm, ông Trung đã cùng với đại diện các cơ quan ban ngành về Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm đối thoại lắng nghe tiếng nói của người dân. Hơn 20 vấn đề bức xúc của bà con được chủ tịch Hà Nội ghi nhận, ông lên tiếng cam kết sẽ giải quyết công tâm và khách quan. Trước khi 38 cán bộ chiến sĩ công an được thả, chủ tịch Hà Nội đã viết bản cam kết gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm tại văn hóa thôn Hoành. Khi xuống đây thì ông đã không mang theo con dấu và ông phải lăn tay bằng dấu vân tay của mình. Sau đó thì vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm bị công an Hà Nội khởi tố để điều tra hai tội danh bắt giữ hoặc giam người trái phép pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tháng 8 năm 2019, sau khi thanh tra chính phủ kết luận về sự việc này thì ông Trung khẳng định là Lê Đình Kình ở thôn Hoành đã lợi dụng việc khiếu kiện nhằm trục lợi, gây sức ép với chính quyền với mục tiêu là để bồi thường. Đến năm 2020, mà khi mà đại dịch virus Vũ Hán xảy ra tại Việt Nam và ở Hà Nội thì ông Trung được giao làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố. Ông đã có nhiều chỉ đạo trong việc truy vết, khoanh vùng và cách ly và hạn chế được lây nhiễm trên địa bàn. Ông cũng yêu cầu xử phạt người dân ra đường khi không có việc cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và đến nơi công cộng. Hôm 11 tháng 8, ông Trung bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ trọng án. Nhiệm vụ lãnh đạo thành phố và chỉ đạo chống dịch 19 virus mà được bàn giao cho hai phó chủ tịch Hà Nội là Nguyễn Văn Sửu và Ngô Văn Quý. Trước khi ông Trung bị đình chỉ thì Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng, đều là những người thân cận của ông. Và các bị can này bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường. Vụ án Nhật Cường là một trong những 5 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý nghiêm. Và Nguyễn Đức Trung là người đứng đầu của vụ án Nhật Cường này. Và Nhật Cường được coi là một sân sau hái ra bạc, khạc ra tiền cho chúng con.
tháng 5 năm 2019 thì Bộ Công an khởi tố ra lệnh bắt giam Bùi Quang Huy cùng với 8 bị can khác về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an đã truy nã trong nước và quốc tế. Qua điều tra thì Bộ Công an đã khởi tố tất cả 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người và truy nã 8 bị can. Trong số những người bị bắt thì Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Trả lời báo Dinh tại cuộc báo chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cho biết là theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cơ quan chức năng sẽ cố gắng kết thúc điều tra đại án trong quý 3 năm 2020. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.